mình cùng với ông nội đang đi về nhà để gặp ba mẹ và em gái của mình nè. Lâu quá rồi mình không về gặp họ. Ủa nhưng mà ông nội ơi, tụi mình gần tới chưa vậy? Trước mặt con rồi. Wow, cuối cùng cũng đến rồi các bạn ơi. Ba mẹ ơi, em gái ơi, con đã về gặp mọi người rồi nè. Ba mẹ ơi. Ủa sao kỳ vậy các bạn? Thường ngày là gia đình sầu riêng sẽ đón mình, nhưng mà hôm nay chả có một ai đón mình cả. Ủa ông nội ơi, ba mẹ con đâu rồi ông nội? Gia đình sầu riêng á đã qua rồi rồi con ơi. Hả? Cái gì? Gia đình sầu riêng đã đi rồi sao các bạn? Tại sao mọi người lại ra đi mà không để lại cho con một lời từ biệt nào hết trơn vậy? Ôi ba mẹ của cậu ơi, tại sao bọn con lại bỏ ta ở lại đây vậy? Ôi ông nội ơi, sao ba mẹ lại bỏ con vậy? Ê, ba mẹ ơi, em gái ơi, mọi người ơi. Thật là buồn quá mấy bạn cậu ơi. Yên ơi. Ôi, dạ sao vậy ông nội? Của con á, ông phải là qua đời một cách bình thường đâu. Hả? Cái gì ông nội nói không qua đời một cách bình thường à? Sao vậy ông nội? Con qua đây xem nè, có một cái lá thư dành cho con nè. Hả? Lá thư gì đây? Để mình đọc thử cái coi. Bà sẽ xóa sổ gia đình sầu riêng. Hả? Ông nội có thấy cái gì không? Hình như đã có kẻ làm hại gia đình của con rồi. Ôi, vậy tên nào? Vậy tên nào ác động tới thế vậy? Con cũng không biết nữa. Có vẻ tên này là một kẻ sát nhân siêu ác động đó ông nội. Trời ơi, cẩn thận sau lưng con kìa. Hả? Cái gì? Hả? Tên này tên nào vậy? Có chuyện gì vậy? Ủa đây là đâu đi mày? Ủa ông nội ơi, ông nội ơi, có chuyện gì vậy ông nội? Ủa ba mẹ, em gái, mọi người đang ở đây sao? Vậy là mọi người vẫn còn sống sao? Con tưởng ba mẹ và em gái mọi người đều đã qua đời hết trơn rồi chứ. Chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình vậy trời? Gia đình chúng ta thật sự chưa có qua đời gì đâu, mà lý do thật sự chính là gia đình tụi mình đã bị chôn sống. Cái gì cơ? Gia đình bọn mình bị chôn sống sao? Ủa chuyện gì vậy mọi người? Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mà hình như đã có một kẻ xấu nào đó âm mưu hãm hại gia đình chúng ta và cố gắng chôn sống gia đình chúng ta vô đây đó con trai à. Sao cơ? Kẻ đó là kẻ nào mà sao hắn ta là ác độc quá vậy? Gia đình của bọn mình đâu có thù hằn gì với bất kỳ ai đâu các bạn. Tại sao hắn ta lại muốn chôn sống gia đình của mình? Tức quá à. Bây giờ mình phải cho hắn ta một bài học. Bây giờ con sẽ đi lên trên kia đây nè. Ủa nhưng mà khoan đã, chỗ này là đâu vậy các bạn? Ê, muốn thoát ra à? Sao sao vậy ông nội? Lại đây, đúng, nó đã nhốt chúng ta vào cái khu vực đá nền rồi, chúng ta không thể phá được đâu. Ủa đá nền là sao vậy ông nội? Đây là một loại đá nền cực kỳ cứng nhất trong Minecraft, chúng ta không thể nào phá được đâu. Hả? Nhưng mà bốn góc đều là đá nền thì làm sao mình có thể thoát ra bây giờ? Đúng vậy, chúng ta không thể nào có cách nào thoát ra được. Chúng ta phải bị chôn sống ở đây cho đến khi nào chết thì thôi. Mình nghĩ là mình đã gặp lại được gia đình của mình là một niềm vui rất là lớn. Nhưng mà bây giờ ở trong đây mà cũng không thể nào cứu được ba mẹ và mọi người ra được. Con thật là bất tài vô dụng quá à. Con trai ơi, không phải là không có cách, nhưng mà cách này có vẻ nguy hiểm lắm. Đó là cách gì vậy mẹ? Nếu chỉ cần cứu được gia đình chúng ta ra khỏi cái chỗ này thì con sẽ làm được mọi thứ mà. Mẹ nói đi. Đó chính là con phải chết đó con trai à. Ba của con nói đúng đó con trai à. Chỉ cần trong đây có một người chết thì con sẽ được ra ngoài. Hả? Một người trong đây chết thì sẽ được ra ngoài sao? Nhưng mà khi đó ra ngoài chúng ta cũng không còn sống thì ra ngoài làm cái gì hả ba mẹ? Thôi được rồi, ta nghĩ là người duy nhất nên chết chính là con đó sầu riêng à. Gì vậy ông nội? Ê, ông nội, ông nội bình tĩnh đi ông nội. Ủa con sắp tới con, con là con. Ây da. Ta cũng đã chôn sống được hết tất cả gia đình của thằng sầu riêng đó rồi. Không biết ở dưới bia mộ có cái gì hay không ta, để ta xem thử camera được rồi. Để ta xem thử coi căn phòng của ta tuyệt vời nhất mà. Ui cái gì đây? Đã có một đứa đã bị ngọt oxy chết rồi sao? Đó là người đầu tiên sẽ được rời khỏi đây. Ta sẽ cho nó rời khỏi đây mới được. Xuống dưới bưng xác thằng sầu riêng lên làm thí nghiệm thôi nào. A few moments later. Thí nghiệm đầu tiên của ta đã bị chôn sống rồi chết ngẹt trong đó vì đã không thiếu oxy. Giờ ta sẽ đi về phòng thí nghiệm để chế tạo thêm một số lọ thuốc thí nghiệm nó nữa mới được. Như là hắn ta đã đi rồi kìa các bạn ơi. Ui trời ơi, kế hoạch giả chết của mình đã thành công rồi. Đúng thiệt như lời của ba mình nói, chỉ cần mình giả chết thôi thì hắn ta sẽ đưa mình lên đây. Ủa bây giờ tụi mình chết trong đây thì khác nào rồi ra ngoài kia tụi mình cũng không được sống hả ba mẹ?
Đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ tụi mình sẽ lên một kế hoạch giả chết. Hả? Giả chết là như thế nào vậy bà? Khi mà con giả chết, con sẽ được đem ra ngoài và coi tìm cách để cứu gia đình của chúng ta. Hả? Cứu mọi người bằng cách giả chết sao? Ồ, con thấy ý này cũng hay đó mọi người. Giờ ông nội sẽ đánh con và con giả chết đi nha. Dạ con hiểu rồi, ông nội hãy đánh con đi. Đó, các bạn có thấy kế hoạch của mình hay không hả? Nhưng mà cái tên áo đen hồi nãy là kẻ nào mà hắn ta lại muốn làm hại gia đình rồi làm thí nghiệm đó, các bạn có nghe không? Nhưng mà bây giờ làm cách nào để mình có thể đào cái mộ này lên cứu ba mẹ của mình chứ? Tại vì trong cái căn phòng bên dưới kia kìa, nó chỉ toàn là đá nền thôi. Dù cho mình có làm cách nào mình cũng không đào được. Có thể là có một cái công tắc hay là một cái thứ gì đó đã mở được cái đá nền đó các bạn. Cho nên bây giờ mình phải đi theo dõi tên kia để coi hắn ta là kẻ nào, và khi đó mình cũng có thể mở được cái hầm và cứu ba mẹ mình lên đó các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã đến được phòng thí nghiệm rồi nè các bạn ơi. Có vẻ như bây giờ hắn ta đang đi vào trong để lấy thú tìm cách để bắt mình đó. Ui cái gì các bạn? Ui các bạn hãy coi kìa. Ý, đây là những vết máu sao? Trời đất ơi, cái tên này đang làm cái gì mà máu me nhiều quá vậy? Từ để bây giờ mình xuống đây mình coi nữa coi là ai vậy? Cái gì? Chính là Haki hả? Cuối cùng mình cũng đã sắp thành công rồi. Tôi sắp thành công cái gì vậy? Mình sắp trở thành thiên tài chôn sống trong việc thí nghiệm rồi. Sau này người ta sẽ nhắc tới mình với một thí nghiệm chôn sống đầy đáng sợ. Cái gì cơ? Các bạn nghe gì không? Không lẽ mọi chuyện từ đầu đến giờ chính là do Haki làm sao các bạn? Nhưng mà Haki là bạn của mình, tại sao Haki lại đối xử với gia đình của mình như vậy? Mình không ngờ từ xưa tới giờ Haki chơi chung với mình chỉ đang lợi dụng và làm hại gia đình mình cho các bạn. Không được rồi, bây giờ mình phải cho Haki một bài học. Haki ơi, bây giờ ông chết với tôi. Haki, ông quay qua đây. Haki. Hello Sầu Yên, đi đâu chơi vậy? Ông còn giả ngu nữa hả? Ông hỏi tôi đi đâu chơi là sao? Tôi đã biết những cái tội ác của ông rồi. Ông chỉ là người đã chôn sống mọi thứ đúng không Haki? Cái gì? Sao ông biết vậy Sầu Yên? Ông nghĩ tôi không biết hả? Ông làm một cái chuyện rất là ác đến như vậy. Bây giờ ông hãy mau thả gia đình của tôi ra nhanh lên. Hả? Gia đình là sao? Ông đừng có mà giả ngu nữa. Ông là người đã chôn sống gia đình sầu riêng của tôi và đang làm một thí nghiệm gì đó về chôn sống đúng không Haki? Đúng rồi, tôi đang làm thí nghiệm chôn sống đó nhưng mà chưa thành công. Đó, ông bây giờ ông đã nhận rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát để bắt ông. Khi đó ông sẽ phải gọi là chịu những hậu quả của mình. Ê, Sầu Yên khoan đã, tôi chỉ chôn sống cái quả cà chua thôi mà, làm gì phải báo cảnh sát? Hả? Quả cà chua là sao? Trời, tôi đang làm một cái thí nghiệm chôn sống quả cà chua. Khi một khoảng thời gian sau nó sẽ rất là tươi và rất là ngon giống gì nè. Hả? Chôn sống quả cà chua sao? Đúng rồi, tôi chỉ chôn sống quả cà chua thôi mà. Vậy thì ông giải thích với tôi đi, tại sao ở trên phòng thí nghiệm lại có những vết máu? Vết máu gì vậy? Đó chỉ là vết của cà chua thôi. Hả? Vậy là tôi đã hiểu lầm rồi hả các bạn? Nãy giờ mình cứ tưởng Haki chỉ là trẻ thôi, gọi là chôn sống gia đình của mình. Cái gì gia đình của ông bị chôn sống sao? Ủa ai làm chuyện đó vậy? Tôi cũng không biết nữa, giống như là có người nào đó. Mình mới thấy có cái bóng đen nữa đi ngang qua đúng không các bạn? Ủa Haki, ngoài ông ra trong phòng thí nghiệm này còn ai không vậy? À có ông tiến sĩ, ông bị điên hay gì á, mỗi sáng nào ông cũng tới đây đó. Một ông tiến sĩ bị điên ngày nào cũng đến đây sao? Mà ông làm những thứ kỳ lạ lắm, tôi chỉ thấy ông đi vô phòng thí nghiệm và ông đi ra ngoài à, chứ có gì đâu. Bây giờ ông dẫn tôi đi chứ cái phòng thí nghiệm của ông coi cái đi. Dưới đây nè, dưới đây nè. Ở đâu vậy, đâu vậy? Ủa nhưng mà khóa cửa mất tiêu rồi. Từ lúc ông tới đây ông khóa cửa lại luôn rồi, tôi không có vô được. Đâu để tôi mở thử coi, để tôi giúp ông nè. Cố lên là chi, cố lên là chi. Ui, mở cái đường rồi nè. Mở được nè. Cái gì vậy các bạn ơi? Sao ở trong đây nhiều cái quan tài quá vậy? Ủa mấy cái này đều là những cái quan tài mà đã những người trong đây đều đã biến thành bộ xương hết trơn rồi nè. Ê ông nhìn thử vô mấy cái phòng trước kìa, nó có mấy thứ gì trong đó kìa. Các bạn coi kìa. Ủa ở đây là những cái con vật gì vậy các bạn ơi? Ui sao mấy cái này nhìn gì vậy, hởm quá à. Ở đây có cái gì nè? Ui ở đây là một cái quyển tài liệu gì ta, để coi coi. Ta sẽ cho những kẻ bị thiếu oxy vào phòng chứa để biến thành quái vật. Và mục tiêu mới nhất của ta là biến một gia đình trở thành quái vật, đó chính là gia đình sầu riêng. Cái gì vậy các bạn ơi? Vậy là đúng những gì mà Haki nói rồi. Cái chỗ này là do của ông tiến sĩ điên mà ông ta muốn làm hại gia đình mình đó. Ủa cái gì, ông tiến sĩ này định làm hại gia đình ông sao mà làm hại gì vậy? Ông không biết hả? Hắn ta định chôn sống gia đình chúng tôi, rồi sau đó chúng tôi sẽ bị thiếu oxy và sẽ bị chết ở dưới cái chỗ mà chôn sống đó. Rồi khi đó hắn ta sẽ đem những cái gọi là cái bia mộ này lên nè, và hắn ta sẽ thí nghiệm thành những con quái vật trong đây đó. Thôi cái gì mà nghe đáng sợ vậy? Thôi được rồi, tôi đi báo cảnh sát ông, đi cứu gia đình của ông đi. Mình đã biết kế hoạch của hắn ta rồi các bạn à, bây giờ mình phải đi cứu ba mẹ ông nội và em gái của mình thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Cuối cùng ông ta có lọ thuốc thí nghiệm rồi. Ôi
thằng sầu huy đâu rồi? Ủa, không lẽ nó có cái lại oxy nó trốn rồi hả ta? Mày đâu rồi? Ôi, không có mày cũng được, tao sẽ bắt những người còn lại trong gia đình của mày. Mày nghĩ mày trốn thoát thì gia đình mày sẽ sống sót à? Bây giờ tao sẽ đưa gia đình mày lên bằng cái công tác này. Các bạn có nghe hắn ta nói cái gì không? Hắn ta sẽ mở một cái công tắc để có thể đưa gia đình của mình lên kìa. Được rồi, bây giờ cái cơ hội mở này lên mình... đi. Được rồi, lên đi. Nó mở rồi kìa các bạn ơi. Một cái đường ở bên dưới mở ra rồi. Được rồi, bây giờ đây là cơ hội của mình. Được rồi, đưa gia đình bọn mày lên thí nghiệm thôi nào. Ôi, tên kia dừng lại. Cái thằng sầu huyên kia, mày còn sống à? Đương nhiên rồi, và ta đến đây để bắt ngươi nè. Ngươi làm gì biết ta là ai mà bắt ta chứ? Ta chơi trong hình địa màu đen mà. Ngươi hãy mau dừng lại cái trò đó đi, ta biết ngươi là ai rồi. Cái gì, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi ta chính là tiến sĩ điên, người thí nghiệm thấy chết trên thế giới. Cái gì cơ, tiến sĩ điên thí nghiệm những xác chết sao? Nhưng mà lý do vì sao ngươi muốn lựa chọn gia đình của ta làm thí nghiệm này vậy? Ta chỉ muốn biến thử một gia đình cho anh một con quái vật xem như thế nào thôi mà. Bây giờ tao đã biết hết kế hoạch của ngươi, ngươi sẽ không làm được chuyện đó đâu. Giờ tao sẽ cho mày đèn tụi với gia đình của tụi mày luôn nè. Không đâu rồi, không đâu rồi. Làm cái này Haji, ông tới cứu tôi sao? Đúng rồi đó, là tôi tới cứu ông kịp đó. Giờ ông cứu mong cứu gia đình của ông đi. Đúng rồi, mọi người. Ôi, ba mẹ kìa. Ôi, mọi người. Trời rồi, bây giờ hình như là mọi người đang thiếu oxy rồi. Ông mau cứu mọi người lên đi, xe cấp cứu sắp tới rồi kìa. Ôi, được rồi. Ôi, ba mẹ ơi, mọi người ơi, bây giờ con đưa mọi người lên nè. Ai, trời ơi, cuối cùng cũng đã đưa bọn họ vào xe cấp cứu hết trơn rồi. May quá à, cảm ơn ông nhiều ha chi. Không có gì đâu, mà công nhận cái thí nghiệm này ghê thiệt luôn á. Đúng rồi đó các bạn à. Cho nên bây giờ mình có thêm một video khác, đó chính là ai đã chôn sống làng sinh tố trong Minecraft. Nếu các bạn tò mò kẻ nào đã chôn sống làng sinh tố, các bạn hãy link vào video kế bên mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn nguyện lành.